Ok, hello, xin chào anh em, chào mừng tụi anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì tôi sẽ review một con game nặng lợn đấy cho anh em. Còn Wipeout, một trong những con game mà đã từng phát hành rồi. Hôm nay giờ chỉ là bản lậu thôi. Đấy, test luôn server mới nhất cho mọi người. Tất nhiên là bản lậu thì nó sẽ có những cái lợi, đó là lợi về phúc lợi. Đấy, tài nguyên của nó cho các bạn rất là nhiều. Đã làm quả nhân vật này. Đề xuất nhân vật nam. Đấy, anh em tải game về ấy thì có phần đăng ký luôn, thì mọi người bấm phần đăng ký để tạo app, sau đó là mọi người chọn server để chơi. Đấy, nhân vật thì như mình vừa vừa làm vừa rồi, về cốt cùng các kiểu gì cũng có. Đó. Đây là cái hướng dẫn này. Mày đấy, về code ấy thì có thôi đấy, và cũng khá là nhiều, nhưng mà hiện tại bây giờ các event code thì đang là anh em vui lòng liên hệ Facebook đấy, mình để sẽ để link fanpage chứ không phải là Facebook, link fanpage của game ở bên dưới phần mô tả video cho các bạn đấy, thì anh em truy cập vào đó đấy. Có hiện tại bây giờ thì đang có hai sự kiện để nhận được cái code của game. Đấy, thì một sự kiện thì anh em inbox cho fanpage đấy, hỏi cách nhận code thì họ sẽ bắt đầu hướng dẫn anh em để anh em biết cách làm. Còn event thứ hai thì nó sẽ là live share, và tí nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người và mình sẽ nhập những cái code mà thuộc dạng là code live share cho mọi người xem là nó có giá trị như thế nào. Đấy, làm thì nhanh thôi. Vui lòng kẻ ra đường bắn mà tôi kẻ thế đéo là nó không ở, nó y hệt cái đường bắn nhỉ, kỳ lạ. Đấy, event live share thì nó khá là dễ, nhưng mà cái vấn đề nhập code thì code nhập ở trên web ấy. Đấy, và mỗi tài khoản khi mà các bạn chơi game ấy, các bạn phải online trong game khoảng tầm 5 phút thì bắt đầu tài khoản của bạn mới bắt đầu có trên hệ thống để anh em lên đến nhập code nhá. Không nhiều anh em bảo tại sao em tạo được tài khoản trong game rồi mà sao nhập ở trên 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 trang chủ thì lại nó bảo là không đăng nhập được, sai pass sai các kiểu. Đấy, anh em phải chơi game được 5 phút thì nó sẽ được. À, cái này là cái gọi là teleport. Đấy, hiểu hiểu. Nó phải bắn theo cái đường của nó nữa chứ, mà tôi kẻ tiếp là nó theo cái đường ngược kỳ lạ, nó lại nó sang màu xanh ấy, nó sang màu xanh, nó phải nó bay tít đi đâu ấy. Ơ kìa, sao mà tôi kẻ tiếp thế nào, theo đây 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 đây, kéo dài tay ra, trời ạ. Ngu thật sự, than ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Mày nửa cây, từ mình phải làm xong một vài trận tân thủ đã, xong rồi nó sẽ ra mình sẽ cho anh em xem ưu đãi của game. Còn về code thì nó xịn thôi rồi rồi. Mày goodbye see you again. Nhiệm vụ đấy, có tháp thí luyện cái kiểu đây, anh em có thể đá sơ sơ qua một chút, anh em có thể thấy đó là game thì từ từ. À, về giá giá nạp nữa nhở, giá nạp thì mình nhớ không nhầm là 10.000 với cạc thì sẽ được tầm 50.000 kim cương đấy, còn nếu anh em nào nạp bằng tài khoản ngân hàng hay là ví điện tử thì sẽ là 10.000 thì sẽ được 100.000 kim cương đấy, thoải mái cho mọi người chơi. Đấy, kim cương vào thì đấy nó cho chúng ta tầm khoảng 5 triệu đấy, VIP 8 phúc lợi chắc cao lắm đây, phúc lợi của VIP 8 cơ mà, VIP 8 đấy, anh em thoải mái chơi. Thêm một số cái nhiệm vụ này, nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ mỗi mình vừa hoàn thành có quả VIP cao với lại là nhiều KNB ấy, thì anh em thoải mái chơi đấy. Ôi, mấy cái quả triệu hồi này nó sẽ có những cái gì nào? À, cái mảnh hôm bữa tôi nhặt được không? Ôi, được con lợn. Ô, vẫn còn.
kim cương. À cái này là kim cương. Ồ không, cái này nó gọi là cái gì? Ồ, nó gọi là kim cương mà. Có cả hai loại kim cương nữa à? Một kim cương tím với một kim cương xanh nữa à? Ôi lắm chuyện nhỉ. Là mình đập hết mẹ rồi. Link tải game ở dưới phần mô tả video anh em nhá. Link tải game mình ở dưới phần mô tả video. Hơi tiếc là anh em iOS phải đợi một thời gian nữa. Bởi vì thì hiện tại bây giờ thì bản iOS chưa hoàn thiện. Đấy, anh em chơi iOS thì vui lòng đợi. Còn anh em Android thì link ở dưới phần mô tả video anh em ơi. Cứ bấm xuống mà tải thôi. Thú cưỡi. Tăng cấp thú cưỡi. Gọi là tiên sủng. Đấy. Là làm nhiệm vụ quỹ trưởng thành. Về nạp tiền thì mình nói rồi, anh em có thể tham gia vào trang chủ game, fanpage, fan cuồng các kiểu để nhận được cái phúc lợi trong game, đặc biệt là fanpage. Tất cả cái event nhận code đều trên fanpage hết. Xem nào, tôi xem một vài ưu đãi. Thư này. Ủa ôi, đây là quà VIP các bạn. Ôi rồi, đấy chắc là EXP. Đây là chắc là trang bị. Đấy. Ô, cái này tôi bấm nhận hết chưa nhỉ? Nhận hết rồi đúng không? Nhiều quá. Nhiều nhiều quá lũ. Đấy, tài khoản chắc chắn nó sẽ khác. Chắc chắn là nó sẽ khác khác biệt so với hồi nãy. Nó gọi là cái gì đấy? Cái chiêu hồi này à, như kiểu cấu trúc ấy. Kỹ năng nè, rất nhiều luôn, rất nhiều kỹ năng, chúng ta có thể bổ sung các kỹ năng vào trong cái bảng của chúng ta. Hết điểm kỹ năng mẹ rồi, thế mà nó còn hiện cái này nhiều ấy. Đấy, kỹ năng này đánh bay kẻ địch nghe có vẻ hấp dẫn. Truy đuổi kẻ địch. Cái này thì anh em thấy cái nào nó hợp lý thì anh em cứ sử dụng nhá. Anh em thấy cái này có cái nào nó hợp lý thì anh em có thể sử dụng một số những cái ở trên này. Biến tập làm sao cho nó vàng ở đây này. Đấy. Đấy, ok, hoàn thành. Đấy, thế này là được. Đấy, anh em có thể học thêm một vài những cái á. Yên tập này. Đấy, teleport này. Hay là máu, đấy, các kiểu. Quên quên. Nhá. Hoàn thành. Đấy, để tham gia chiến đấu. Đồng hành luôn. Duyên nợ. Không để duyên phận đi. Nghe cho nó bolero. Nhân vật đấu trường mạo hiểm. Vùng mạo hiểm. Đấy, cái này chắc là những cái ải để đánh ấy. Đây, đây là con nhân vật của mình. Nhân vật vừa rồi vừa nhận xong một đống đồ. Chắc cái đống đồ này tôi nghĩ là kiểu gọi là cái gì nhỉ? Đồ đồ theo dạng là cứ có VIP là được ấy, nên là anh em chắc vào game đã nhận được hết. Đây là đồ tím à. Cái này mình chưa chưa có mặc à. Ôi trời, sao đồ cao này mình không mặc, mặc cái đồ thấp hơn là nào nhỉ? Đấy. Nhìn còn thiếu cái gì không nhỉ? Xét thôi, như là thiếu một cái găng tay và một cái dây chuyền. À đây, dây chuyền đây. Găng tay thì không có. Găng tay thì không không có, chưa có, chắc phải để kiếm sau. Chắc phải để kiếm sau. Đấy, nguyên set. Nhìn rất là gì mà là này nọ đúng không nào? Đấy. Chiến cái xem mấy cái tháp mà xem như nào. Thử nghiệm luôn khả năng của mình cái. Ôi, với trang bị xịn sò thì mấy cái này nó chỉ là muỗi thôi. Nào mày này, ui trời ơi, người chơi hệ VIP cao. Một nốt nhạc không không có xi nhê, không có xi nhê, chắc tôi phải tìm những cái đối thủ nó nặng cân hơn. À nhưng mà game này hiện tại bây giờ tôi cảm giác là đang thấy cái vấn đề việt hóa đang còn thiếu sót khá nhiều nha. Nên tôi thử xem đang thường xem như thế nào. Một kim đầu. Ui dồi, vẫn là định mệnh muỗi.
là ổn. À, từ từ. Bây giờ thì mình sẽ nhận code cho mọi người đi. Nhận code cho anh em. Cái code mà mình bảo là inbox fanpage để thực hiện đấy. Đấy. Có hai cái code, à có hai bộ. À quên, phải nói là có hai cái nhiệm vụ để anh em nhận code. Đấy, đầu tiên là một cái nhiệm vụ thì anh em inbox fanpage thì họ sẽ hướng dẫn mọi người làm. Cái phần thứ hai đó là chính là like và share một cái bài viết hướng dẫn anh em nhận code ở trên group của game hoặc là fanpage được. Đấy, sau đó là tăng ba người bạn vào comment. Đấy, rồi chụp ảnh. Cùng với việc đó là anh em chụp ảnh cái việc anh em đã like, share, đã tag người và chụp ảnh giúp mình nữa, đó là cái việc anh em đã sắp kênh của mình đấy, gửi cho fanpage của game thì sẽ được một bộ code, một bộ chứ không phải là một cái nhá. Nhiều này mặc nhiều skin nhìn chất lượng vậy, đẹp vậy. Đấy, thì sẽ được một bộ code. Đấy, và cái bộ code này thì anh em thể mang ra để sử dụng, nhập ở trên website. Link nhập code mình để dưới phần mô tả video cho mọi người. Đấy, nên bây giờ mình nhập cái bộ code này cho mọi người để cho anh em xem là giải thưởng của nó có những cái gì. Tất nhiên là đây nó là code riêng nên là mình không sâu trong quá trình nhập code được. Ok, vấn đề code nó đang có một chút trục trặc anh em ạ. Đấy, mình có nhập code rồi nhưng mà hiện tại bây giờ mình chưa thấy. Không biết là game nó có cho gửi code vào thư hay không, hay là nó code nó tự động bay hết vào túi ấy. Mình cũng không rõ lắm, mình đã inbox hỏi bên bộ phận phát triển. Đấy. Rồi, ok, sau khi anh em online được tầm khoảng 20 phút ấy thì mọi người sẽ được một bộ skin của Saitama. Nhìn chất 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 lắm. Anh em bây giờ tôi phải vào tôi xem. Tại vì tôi thấy có ông mặc. Tôi có ông mặc nhìn ngầu lòi quá. Ô, cái bộ nó ở đâu nhỉ? Ở định mệnh hơi khó chịu không ạ, tôi vẫn chưa biết là cái bộ skin đấy thì tôi sẽ phải mặc ở chỗ nào. Bực thật sự, không hiểu luôn. Nó được tặng gì sau khi mình dùng thử thì nó phải cho mình sử dụng luôn chứ nhỉ, sao nó lại bay vào chỗ nào ấy. Thế có bực không gì. Tôi thấy nó tặng cho bộ skin của Saitama, nhưng mà cũng không sao đâu. Bởi vì chúng ta có lượng kim cương xanh khá nhiều, mà trong shop ấy thì những cái vật phẩm ấy, những cái vật phẩm như kiểu thời trang ấy thì đa phần đều là đều đổi được bằng 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 kim cương xanh hết, nên anh em thoải mái. Bị đây mình đang xăm soi này. Đấy, một số bộ nhìn nó chất lừ một chút. Uầy, định mệnh làm hai cái khuyên cộng với quả đầu undercut, trời cái này nó hợp với tôi vãi đái luôn. Tôi chẳng lẽ tôi định mua cái này à, cái này là tặng à, trời ạ. À, thế mua nó đâu nhỉ, đầu à, cái mặt này là cái mặt của cái ông lúc nãy vừa rồi vừa làm set đó. Xét trong Naruto đúng không? Ủa, rẻ phết nhở? Không có đắt đâu. Rẻ phết anh em ạ. Tầm giá này xúc được hết. Nên xem vào, xem tôi tìm lại quả đầu undercut của tôi vừa rồi. Nhìn đẹp quá không? Ui, từ từ. Bỏ cái mặt này đi, cái mặt này nhìn xấu. Đầu, đầu Pikachu. Ui, nhiều đầu ngon nhở? Kiếm kiếm quả đầu giống giống quả đầu của tôi, mày có Mohican không? Đây đầu quả dưa. Ui, Sohoku luôn này, quả này là không phải Mohican rồi, quả này là ăn được cứt rồi. Mày tôi chả nhắc lại không có Mohican thì nó lại sai, nó lại sai quá. Đầu bên dưới này toàn đầu có cả người người sói luôn các bạn. Đầu bên dưới này toàn đầu bình thường thôi. Không có à? Chết người. Thiếu sót nhá. Cái này là thiếu sót rất lớn đấy. Yêu cầu nhà phát hành bổ bổ sung thêm nhé. Mày, quả tóc của tôi đẹp như thế mà. Làm quả đầu quả dưa nhỉ? Không, tôi thấy quả quả mũ nhìn được. Quả nhìn được. Đẹp. Đây không thì lấy quả lãng lãng tử lại cũng được. Đây, tôi chốt lấy quả này. Mua luôn. Định mệnh có cả kim cương một ngày nữa các bạn. Định mệnh lắm loại nhỉ. Biểu cảm cái nào. Cái gì định mệnh? Tôi được thưởng cái gì vậy? Định mệnh. Nhìn mặt chất lượng. Yên để tôi kiếm. Ê, quả đeo kính này nó hợp với tôi này. Nhiều mặt hay đấy.
Wow. Không, tôi thích quả mặt này rồi. Tôi kết quả mặt này. Không phải đây cũng được. Nó đeo kính nó hợp với tôi. Mặc dù tóc thì nó không hợp lắm. Kim cương đỏ thì không có. Kim cương đỏ thì mình chịu. Đang hết. Wow, quả mặt này rẻ mà cũng phải ngon nữa mà. Đây, nhìn quả này nhìn hợp hợp vãi cả hợp. À, tôi lấy cái này đi. Sợi à? Hợp lý. Bây giờ đến trang phục. Ôi, định mệnh có cả trang phục của. Ô, cái quả mặt này nó bị lỗi các bạn ạ. Mặt này nó hay lỗi thế. Skin kiểu gì đây? Ông nào thích đóng nguyên shot Sun Goku ở đây nhỉ? Được à? Mặt này nó hay bị lỗi này, nó cứ nhảy 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 ấy. Ôi, quả người sói đấy. Ôi, nhìn được nhờ. Không hợp lắm với cái mặt đâu nhưng mà nó nhìn ngon nghè vậy. Không không thì lấy bộ này được. Bộ này hơi rẻ. Mình không thích chơi đồ rẻ. Mình là người có tiền mà. Bộ thế này không có bộ nào mình thấy nó ưng ý. Rồi đây. Đóng em này đi. Rồi, cánh. Giờ đến cánh. Ừ, nguyên được được nguyên set cho Naruto luôn nhỉ. Nguyên set cho Naruto luôn. À, nhìn phát ưng luôn, nhìn phát ưng luôn. Nhìn phát ưng luôn. Ôi, đi mệt chứ đây nó còn làm quả mua đồ theo set cho nó nhanh nữa. Chết tôi mất. Đấm mẹ ăn đây cho nó dễ. À, ui, thì mình tính ra mình lấy quả mặt với mẹ quả áo đúng vậy. Hợp lý thật sự, đúng là con người có mắt nhìn. Hợp lý, quá hợp lý rồi, nhưng mà cái mặt nó cứ nhảy 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 lỗi ấy. Bực thế nhở? Lỗi quá. Ui. Nhìn tôi đẹp phết chứ. À không, bên ngoài nó lại không không bị lỗi lắm. Được, được, được. Tiền, ui, mình vẫn còn 5 triệu. Ui, không biết vứt đâu cho hết. Cái này thì trong này nó sẽ là show diễn thời trang luôn rồi các bạn. Ok. Link tải game ở dưới phần mô tả video. Code cũng như vậy. À, về à, không phải code mà là cái link hướng dẫn cái bài viết hướng dẫn anh em nhận code thì nó cũng như vậy. Đấy, anh em có thể tham gia để có thể nhận code đấy. Thì bây giờ mình đang báo vấn đề lỗi lên trên nhà phát hành rồi thì bên đấy họ sẽ fix sớm cho mọi người thôi đấy. Ok, nói chung là nhớ là đăng ký kênh và chụp hình gửi cho nhà phát hành, gửi cho fanpage, người ta sẽ cung cấp hướng dẫn anh em code và hướng dẫn anh em cách nhận code nhá. Link tải game ở dưới phần mô tả video, link đăng tải game về đăng ký tài khoản và link nhập code cũng ở dưới phần mô tả video luôn. Đấy, anh em phải xuống đó bấm vào để đăng nhập tài khoản để nhập code nhá. Ok, video ngày hôm nay thì mình xin phép kết thúc đây thôi. Anh em hãy quên like, share, subscribe kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em các video tiếp theo. Bye bye mọi người.